Song song với việc thực hiện nghiêm các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh, trong tuần qua, lực lượng công an tỉnh đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội kịp thời, ý nghĩa, hướng đến nhân dân các địa phương. Ngày 20 tháng 9, Phòng Hậu cần Công an tỉnh và Hội Phụ nữ của đơn vị đã tổ chức trao tặng các túi an sinh xã hội đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trong các khu vực phong tỏa, các khu phòng trọ trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhất, phường 12 thành phố Vũng Tàu. Đoàn đã trao tặng 200 gói an sinh, mỗi gói gồm 10 kg gạo, 20 quả trứng vịt, 5 kg rau củ các loại và một chai nước tương. Đây là những hoạt động thiết thực hỗ trợ kịp thời đến các trường hợp khó khăn, động viên bà con tiếp tục an tâm, tin tưởng và luôn chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.